Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Vios phiên bản G, màu ngoại thất là màu nâu vàng, hay còn gọi màu vàng cát theo anh chị mình hay gọi là màu vàng cát đấy. Thì đây cũng là cái màu bán chạy nhất của bên em, và trong cái thời điểm tháng 10 năm 2022 này thì em đang có những ưu đãi gì và tính cho anh chị cái giá lăn bánh của phiên bản G. Thì đầu tiên em xin phép giới thiệu qua sơ bộ về các cái thông tin xe của Vios. Thứ nhất là Vios được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam và có 3 phiên bản, là phiên bản 1.8e MT và phiên bản số sàn, giá niêm yết là 489 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản E số tự động sẽ có giá niêm yết là 542 triệu, và phiên bản thứ ba phiên bản trước mắt chúng ta đây là có giá niêm yết là 592 triệu. Và anh chị lưu ý giúp em là với cái xe Vios nói riêng và những cái dòng xe của Toyota nói chung thì những cái màu trắng ốc chai sẽ cao hơn các màu tiêu chuẩn là 8 triệu. Và đây là ngoại thất màu nâu vàng, hay còn gọi là màu vàng cát. Thì trong thời điểm tháng 10 năm 2022 này thì bên em đang có những gói ưu đãi tới khách hàng như sau. Thứ nhất, để tính cho anh chị về chiếc xe trước mắt chúng ta đây nhé, thì thứ nhất là giá niêm yết sẽ là 592 triệu, và hiện tại trong thời điểm tháng 10 năm 2022 này, thời điểm em báo giá đang là thời điểm giữa tháng, nửa cuối của tháng, thì sẽ có giá là hiện tại bên em đang hỗ trợ cho anh chị gói phụ kiện này, bảo hiểm và tiền mặt. Thì thứ nhất em sẽ giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt thẳng vào hóa đơn, thì có nghĩa chiếc xe này xuất hóa đơn ra chỉ còn là 562 triệu. Và thứ hai là sẽ tặng cho anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm, và thứ ba là sẽ tặng cho anh chị một gói phụ kiện như sau. Thứ nhất là dàn phim cách nhiệt này, thứ hai là trả chắn da, thứ ba là cam hành trình, thứ tư là vè mưa, thứ năm là bơm lốp, mà thứ sáu là tặng cho anh chị thêm cái bọc vô lăng. Và em sẽ với cái giá khuyến mại em vừa báo cho anh chị ở bên trên, thì em sẽ tính cho anh chị cái giá lăn bánh chiếc xe này tại Bắc Ninh sẽ gồm những gì. Thứ nhất là để lăn bánh một chiếc xe ra ngoài đường ấy, thì sẽ gồm các chi phí như sau. Thứ nhất là giá niêm yết này, em giảm cho anh chị 30 triệu tiền mặt sẽ còn là 562 triệu. 562 triệu là giá xuất hóa đơn này cộng với tiền thuế. Tiền thuế thì anh chị lưu ý cho em nhé, là tính 10% theo giá niêm yết, và có và họ niêm yết trên bộ tài chính rồi. Và ở thị trường Bắc Ninh thì thuế của chiếc xe Vios này sẽ là 60 triệu tròn, và bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái thủ tục đăng ký đăng kiểm và sẽ trả cho anh chị toàn bộ hóa đơn. Thuế sẽ là 60 triệu cộng với cái chi phí đăng ký đăng kiểm, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 627 triệu là có thể đăng ký được chiếc xe này ở thị trường Bắc Ninh rồi. Đã bao gồm đầy đủ phụ kiện và bảo hiểm, anh chị mang xe về và đi thôi. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị hết cái thủ tục đăng ký đăng kiểm, và anh chị chỉ cần mang ra đến cơ quan công an ở huyện mình hoặc là ở thành phố để bấm biển thôi. Còn để về vấn đề trả góp thì bên em hiện tại thì đang hỗ trợ cho anh chị là 80% giá trị xe, thì có nghĩa là em sẽ tính cho anh chị nếu mà tối thiểu anh chị cần bao nhiêu. Nếu mà tối thiểu thì anh chị sẽ cần giúp em là khoảng hơn 150, 153, 160 hoặc 155 triệu là anh chị có thể mang chiếc xe ra ngoài đường rồi. Thì thời gian bên em hỗ trợ tối đa là 7 năm, anh chị sẽ vay 80% giá trị xe trong vòng 7 năm, 592 anh chị sẽ được vay tối đa là khoảng tầm 450. Thì anh chị chuẩn bị giúp em còn tầm 160 là có thể là mang chiếc xe ra ngoài đường rồi. Và tiện thể thì em đang ở trong nội thất thì em giới thiệu qua một chút. Thì cái màu nội thất này là màu be, và nội thất của hai cái phiên bản số tự động đều là màu be như thế này, được trang bị là gương điện rồi này, chỉnh gương điện, cục mở gương điện, có lên xuống kính auto ở cửa lái này, có chống trơn trượt này, có bật tắt cái cảm biến này. Còn ngoài ra thì sẽ có cái màn hình đa thông tin ở phía bên trong, vô lăng có đầy đủ nút. Bên này là để điều chỉnh cái màn hình giải trí bên này, qua bài này, nghe gọi, tăng giảm âm lượng, rồi chỉnh các chế độ âm thanh. Còn bên này sẽ là
cái phím điều chỉnh cái màn hình đa thông tin bên trong, hình cái ô tô bên trong ấy. Khi anh chị bật máy lên nó sẽ là điều chỉnh cái màn hình đó. Và ở đây có mấy cân ở đây, nó là cần gì? Cái cân này là cái cruise control. Nó sẽ là giữ ga cho anh chị, nếu anh chị cài 60 km/h ấy thì xe sẽ nó sẽ tự động giữ ga. Và khi mà anh chị đi trên đường cao tốc ấy, thì nó sẽ rất là nhàn và sẽ tránh bị cái vượt quá tốc độ cho phép. Phiên bản G mới có thôi, còn phiên bản E tự động sẽ không có đâu. Và cái màn hình đa thông tin này cũng vậy, cái cụm điều chỉnh này cũng vậy. Và ngoài ra thì xe được trang bị là đèn ngủ thông minh, và phiên bản số E số tự động thì cũng mới trang bị được là chìa khóa cơ thôi. Còn ngoài ra thì bên cạnh đây là cụm điều hòa này. Điều hòa đã được trang bị là điều hòa auto rồi. Rất là gọn, cái cụm mà rất là gọn, nó sẽ gọn hơn nhiều so với phiên bản E số tự động kia. Gọn hơn rất nhiều. Và số tự động này. Màn hình thì giống nhau, hai phiên bản là màn hình giống nhau. Cần số như nhau, động cơ cảm giác lái khung cầm như nhau. Màu ghế, màu nội thất như nhau. Còn ngoài ra là cái xe này sẽ được trang bị là 6 loa, còn phiên bản E sẽ chỉ được trang bị là 4 loa thôi. Và ngoài ra là ở phiên bản G này cũng an toàn hơn, là được trang bị là 7 túi khí, còn phiên bản E số tự động thì được trang bị là 3 túi khí. Còn ở trong nội thất, cái một cái chi tiết nữa là cái tay nắm cửa này. Tay nắm cửa trong xe này sẽ được trang bị là mạ chrome, còn phiên bản E số tự động thì chỉ được trang bị là sơn cùng màu với cả nội thất thôi. Còn ở phía đầu xe, phiên bản G này được trang bị là đèn cụm đèn full LED rồi này. Đèn full LED. LED chiếu khoang này chị ạ. Cụm sương mù của dạng LED này. Ca lăng thì là được sơn bóng, còn ở phiên bản E kia là không có hai cảm biến trước này. Đèn thì vẫn là đèn halogen, còn ca lăng này sẽ là sơn nhám. Ở phần thân xe la răng ở bốn phiên bản sẽ là như nhau, đều có kích thước là 15 inch và thiết kế theo dạng khoay xước. Ở phần thân xe nữa là có cái tay nắm cửa. Tay nắm cửa ở phần phiên bản G ấy, anh chị nhìn sẽ được mạ chrome này, thì nhìn phần thân xe sẽ sáng hơn so với phiên bản E số tự động. Và có cái phím này để mở khóa cửa nhanh này, anh chị treo khóa ở trong túi thì có thể là không cần rút ra và mình bấm vào đây là sẽ có thể mở cửa rồi. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe chỉ có 5,97 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Là mức nói ớt thì trước giờ là vẫn nổi tiếng một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu rồi, nên anh chị có thể yên tâm về vấn đề này. Ngoài ra thì phần đuôi xe thì cụm đèn hậu được trang bị là cụm đèn full LED, được trang bị là 4 cảm biến sau. Còn phiên bản E chỉ được trang bị là hai cảm biến lùi thôi, còn sẽ không có hai cảm biến góc này. Cam lùi thì là trang bị tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản rồi. Đây, anh chị nhìn tổng thể phần đầu, phần đuôi xe. Vâng, và trong khuôn khổ video nhanh như này thì em xin phép là giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios G phiên bản màu trắng ngọc trai, và thông báo cho anh chị cái giá niêm yết cũng như giá lăn bánh, chi tiết khuyến mại của các dòng xe Vios trong thời điểm hiện tại. Thì anh chị là cần em tư vấn thêm về dòng xe, giá xe, lịch xe cũng như là các vấn đề như trả góp hoặc là hỗ trợ thủ tục thì có thể liên hệ qua giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.